Ông bà cô chú ơi, tranh thủ ra vườn để lấy ít rau này. Cũng cho cả nhà biết hôm trước là mình có trồng rau mà nắng quá, mình phải che đậy cái bát lên để cho nó khỏi nắng này này ông bà cô chú ạ. Bỏ cái bát này ra để tưới rau. Hôm trước là có trồng một ít rau nhưng mà nắng quá, thế là mình phải đậy cái bát này. Buổi tối thì bỏ ra không có mà sợ chuột nó sẽ vào nó ăn này. Sáng mai lại đậy tiếp. Mình coi thử nè, su hào tím và su hào xanh. Cứ một hàng tím lại một hàng xanh. Hôm qua vội tối tối quá là không có cái bấm máy ông bà cô chú ạ. Đấy, trong một đời là nó tiện là có nước sạch tưới. Thế là mình không có phải gánh vác gì cả. Với cối này là mình phải che đậy thì nó sẽ tươi và nó không bị héo. Vài hôm rồi mà bén cái chân cái là mình bỏ bạt, thế là đẹp. Chuột ăn hại quá, tí nữa mình lại phải cho cái thuốc chuột vào để rải xung quanh vườn. Hôm qua mới xong là này mà đã thả thuốc chuột rồi mà nó vẫn ngậm mất rồi. Mới cây súp lơ của mình. Cô chú nhìn. Trồng vào những cái thùng này mà nó cũng vẫn phát triển tốt lắm này. Su hào rồi. Xà lách mình trồng vào đây. Rau, tưới rau xong bây giờ là sẽ nhổ rau ông bà cô chú ạ. Đó, mình rắc dây bây giờ là đặt gốc ở phía dưới này. Nó cũng bị úa lá phía dưới này. Đó. Nhổ để mình lại trồng su hào bắp cải vào đời này. Đấy, có cái mảnh vườn nhỏ nhỏ thế nên là tha hồ rau ăn này này ông bà cô chú ạ. Cứ hết cái rau nọ đến cái rau kia là mình gối nó vào thế. Tha hồ ăn. Cắt bỏ cái gốc. Tí nữa về khỏi về làm cho nó nhanh. Buổi sáng thì chỉ lấy cho con ăn thôi. Buổi chiều thì mẹ đi làm về tưới vườn thì lấy luôn, không có mà. Mình lấy từ sáng thì nó héo cái rau. Ăn nó sẽ không ngon ông bà cô chú ạ. Ngon chưa? Thế là hái ra một bó rau ngon rồi. Thế này là tha hồ ăn rồi ông bà cô chú ạ. Bây giờ về đi nấu cơm thôi. Vào để lau dọn một lúc cả nhà. Có cháu là cháu bay biện đồ chơi ra thế này này. Cứ về là bà đâu là cháu lắng đấy. Cho nên là cháu cứ vứt đằng trước thì đằng sau thì bà đi dọn ông bà của chú ạ. Đồ chơi này. Đồ chơi bà xếp cho gọn gàng như thế này, nhưng mà lúc cháu chơi mà xem bà mà không thu nhặt cho là mỗi con mỗi nơi, đến lúc lại hỏi bà là cái con ý tên nó là gì, tên là thế nào bà không có nhớ đâu cả nhà. Cái con ý là của cháu ở đâu hả bà? Đó. Bộ sưu tập đồ chơi của cháu rồi. Thank you.
nhà gần đường là cứ phải lau liên tục, ông bà của chú ấy nó là bụi bọt lắm. Hai cháu bây giờ là tắm táp xong xuôi, giờ cháu đang ngồi để thưởng thức lưu. Nói lưu bố mẹ cháu gỡ ra cho vào cái tô nhựa. Bây giờ là hai anh em ngồi xúc rồi, ông bà của chú nhìn ngon quá này. Ngon nhỉ, ăn đi chú, ăn ăn bữa đây, chú ở đây không ăn bữa cơm đến giờ mới đến sắp đến bữa ăn cơm nữa đấy. Ngon thế nhỉ, ăn đi. Thì có uống sữa à? Vâng. Dạ đã béo thế rồi là còn uống sữa à? Con thích còn uống. À thế à? Con thích còn uống. Con thích còn uống à? Ô kia cưa đấy, đứt bố đấy, chăm ba đi chết. Thôi, cháu đã béo lắm rồi mà giờ mẹ mua sữa để bồi dưỡng cho em. Để cho em nó béo lên một chút, thế mà giờ anh cũng phải uống. Thế thôi anh lại mập như con heo ấy thì làm thế nào? Bà của chú ơi, ra vườn về một cái là lao vào tắm cho cháu. Bây giờ mới bà cháu đã tắm tát xong rồi, bây giờ mới ra bếp để nấu ăn đi ông bà của chú ạ. Nên là buổi sáng thì có chạy xuống chợ mua được một ít thịt bê với ít đậu phụ này, thế bữa này cái đầu cá hôm trước là ăn cháu nó mua nhiều quá. Bây giờ bằng cái đầu cá mình sẽ cho vào để rán, hôm nay mình sẽ nấu canh dưa chua anh ạ. Thịt bò xào với nấm và cái anh chàng ớt chuông này, nấm nuôi gà này. Đó, bây giờ mình sẽ đi để nhanh tay bắt tay vào để làm thôi nhỉ. Không có thì cũng đã muộn rồi, hơn bắt đầu là 6 giờ tối rồi. Bây giờ mình nấu ăn đây này, không biết là mấy giờ mới được ăn đây này ông bà của chú ơi. Bây giờ mình sẽ nấu canh và rán cá trước. Mình đã rửa hết rồi, bây giờ cho xong là bắt đầu là xào đã. Còn một cái khoanh cá là mình sẽ bọc nắp vào tủ lạnh, mai ăn tiếp chứ không có hôm nay cũng nhiều. Mình sẽ thái rau này, hôm nay mình sẽ xào. Mình phải làm nhanh tay, không có là tới đêm này. Ông xã với lại con đi làm về giờ chưa có cơm mà ăn à. Rau nó cũng ngon, nó ngót nên mình hơi nhiều một chút. Bắt bếp lên, cho một ít mì chính, muối không nhanh là tối đấy cả nhà. Cái mùa này nó sắp xuống này, trời nó sắp xuống là nhanh lắm. Em có hết muối chưa cho vào, cho một ít mỡ lợn vào cho nó béo. Bắt luôn cả hai người lên cho nó nhanh. Nữa đây bộ tối mắt cho mỡ ra để rán cá, sau đó là cho vào là nấu canh dưa. Mỡ của mình cũng ra rồi, mình sẽ cho cá vào. Giờ cải xào thấm nắm muối rồi cho nước vào, cho cái dưa này ra. Đùm là được nồi canh ngay như thế đó. 10.000 hôm nay mua là được nhiều quá, một bát đây. Chắc là mọi người rau dưa nó dễ rồi cho nên là cái món này nó cũng dễ. Để cho cá vào là nấu thôi, hôm nay thì cũng cho cái dưa này nó lên trên, cá nó xuống dưới. Dưa thì nó nhanh chín hơn cá.
chờ tí nữa là có canh dưa cá ăn rồi. Mình sẽ thái cái đậu phụ này mỏng mỏng và mình cho vào để nấu với canh rau cải ông bà cô chú ạ. Mình cứ xem những cái clip ở nước ngoài người ta nấu tập tàng này ngon lắm, phải là đậu hũ non cơ, nhưng mình đây không có đậu hũ non thì mình cho là đậu phụ. Cho vào thế là chín như cái gì đâu cả nhà. Canh của mình chín rồi là mình sẽ múc để lấy bếp mình xào thịt bò. Canh dưa cá cũng gần chín rồi, cho cái rau mùi này vàng nó thơm. Đun ầm ầm một lúc nữa là tắt bếp. Thái thịt bò vào cô chú ạ. Đây là thịt bê. Ngày này mua cái này ăn nó đỡ dài, đúng không các cháu? Mua thịt bò nhìn chung là dài lắm. Hôm nay đã nói giờ còn bà xã vẫn chưa về đấy, cũng có hôm về muộn lắm ông bà cũng khổ. Sáng thì chồng đi từ sớm, tối cũng thế, về thì về tối muộn, về là thấy cũng mệt nhoài. Đi đường nó cũng xa, công việc thì cũng hợp lý với mình nhưng mà chưa đến là không có được ngủ nghỉ nên là mệt. Nhiều lúc cũng rất là thường ông xã nhưng mà công việc nó như vậy anh ạ. Cố gắng nốt đi. Đi làm nó cũng thấy nó mình yếu yếu là nghỉ. Kinh việc là nghỉ ông ba của chú ạ. Cái ớt chuồng này một lần là được bắt cả cái miếng. Nấm này, đùi gà mình thái ăn cái nấm này lắm ông ba cô chú, hay nhâm đi một túi này. Nó mình cũng coi nó như rau ấy, thế là mình mua về mình xào. Thịt thì mình mua ít thôi, mua thêm một cái loại rau này ăn cho nó ngon. Cũng có người là không ăn được cái này đâu cả nhà. Xào cái này nó ngon lắm này. Mình là khoái ăn nóng hơn là ăn thịt cả nhà. Rồi là thịt là lọc lại xuống dưới. Ô con ơi, cái gì thế? Mẹ con tắm hay đi? Hư quá nhỉ? Mẹ con tắm mà quần. Đấy. Cháu giờ là mình đi làm về nhớ mẹ tắm ở trong nhà tắm. Ủa ngoài kêu kìa. Thế là đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt bò. Thịt bò thì không thể thiếu được là tỏi. Món cuối cùng là thịt bò xào nữa là xào. Đấy, xả về rồi. Tỏi làm phi thơm. Thịt bò
cho nấm vào ông bà cô chú ạ. Tối nay mới xem cái nấm là lại hết trước. Hay nhằm như một túi cũng phải được đến 5 lạng. Tình trạng mới dám mua ông bà cô chú ạ. Còn đi mua luôn thì cũng đắt lắm. Thịt bò là 80.000 nhỉ. Đó, bây giờ mình sẽ cho ớt vào. Thế là món thịt bò của mình cũng đã chín rồi. Cho cái hành này vào. Đó. Thế là đã được đĩa thịt bò ngon rồi. Cho cháu, cho chồng, cho con ăn. Bây giờ mình thì cũng thịt bò là hạn chế ăn đâu bạn chú ạ. Ăn những cái rau này nơi này thì ăn. Còn tuổi của mình bây giờ là ăn nhiều vào chất đạm ra là nguy hiểm lắm. Thịt bò đã chín, đoạn cơm đi ăn thôi. Ơ quan ấy cứ phải mà cả thế nhỉ. Đi học con phải học nhiều, học nữa cơ. Hôm nay nó thứ bảy đấy. Thứ bảy vô đâu nhỉ? Hỏi cháu giờ là đang mà cả là không học hôm nay đấy. À, biết hai anh em đi chơi ngoài kia với cứ khoe 13 là cái bé nó dù còn ngã. Đó, nó dù ngã ở mấy tôn. Mấy tôn nó đâu? Mấy tôn. Dạ, một đĩa cá. Bữa tối đã hoàn thành rồi, giờ chỉ chờ ông xã về đây. Các con về tắm táp xong là ăn cơm thôi. Nó cũng làm tối mắt tối mũi bây giờ mới xong đấy ông ba cô chú ạ. Mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi quả. Thôi, ông bà ăn cơm với con. Rồi quả. Đây cá quay cho nó ăn. Ăn mới rồi. Ăn cơm với con. À, bánh giờ là phải rán nhỉ, bánh trưng dưới tủ còn lại phải rán. Bây giờ mày ăn cơm. Em có tiền đấy. Sao lại chơi anh Hưng ăn chưa? Thế con đi ra ăn đi mà rồi đi chơi mẹ anh con. Ôi, ngon quá. Ừ, được tính không? Con ăn lắm không ngon lắm. Ừ, thịt bò rồi. Nó cơm không? Hưng ăn sớm thế. Em có tiền này. Anh Hưng ơi. Hả? Anh Hưng. Anh Hưng. Anh em có tiền. Nhóm ăn cứ săn sóc. Ngon quá. Thường ăn, tất để ăn. Có sao mà ăn. Về nào nó chỗ anh luôn đấy. Nói lắm nó không nhớ đó. Việt Nam năm một ở phía Đông Nam Á, gọi là Đông Nam Á, châu Á. Mình là châu Á. Việt Nam là ở thuộc châu châu Hồng. Mình là thuộc về châu Á. Đó. Thế là quốc kỳ của mình có màu gì quả? Quốc kỳ của mình ở trên lá quốc kỳ có màu gì nhỉ? Lá cờ đã có màu gì? Đỏ, vàng. Ngôi sao màu gì? Vàng. À, nên lá cờ của kia là màu đỏ, đúng rồi. Đấy là các lá cờ của Tổ quốc Việt Nam mình đấy. Đi đến đâu đi về các năm các nước trên thế giới mà cứ thấy lá cờ của Việt Nam là đứng ở vị trí cao nhất là mình giỏi nhất đó. Các anh được chi là đi thi Olympic đó. Toán Olympic đó. Cháu phải vào chơi đó. Ra rồi. Rồi, chờ bắt đầu 13 nhanh đi. Trời không ơi 13. Ôi tà ơi, cháu bà vào chơi. Thế có ăn gì 13 không? Hả? À, có ăn gì không? Cháu có ăn gì không nhỉ? Đấy, ngồi đây hôm trước 13 ăn cơm ngon mà nhỉ? Nhỉ. Ta hát cơm. Ôi, bỏ cái ta hát cơm. Đó, ta hát cơm. Đi ra kia. Ra kia. Đi ra ăn đi. Tối nào cháu cũng vào chơi mấy ông ba đó nhỉ.
Đúng rồi, nắm có ăn cơm ba không? Có ăn cơm với ba không? Ấy bà ăn rau nhé. Ngon không? Bà ăn ngon quá. Ngồi im thế cho bà ăn nha. Làm em rất minh nhá. Đúng rồi em, đúng rồi em. Anh ăn đi. Còn muốn chứ cho ngoài tí. Ngon quá nha. Anh ăn đi lắm chứ quá. Ăn nhanh không có ra chơi mấy em bé. Nè. Ta xin tìm nó cay nha. Còn ăn đi. Đấy, ngồi xem ba. Cháu ngồi ngoan lắm đấy, cháu cười tươi chứ đấy. Nhẹ ơi, cháu cười tươi lắm. Năm ngọt. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Thế là bà cháu đã xong bữa cơm nhỉ. Ăn cái nấm này ngon quá. Con ăn nhìn con đứng cái nghích em. Để em nó ngồi im. Đưa cho mẹ quả bưởi con. Nói Dũng, Dũng Hòa rồi bưởi đây đây. Dũng Hòa. Nói mang đi đây mà ăn đó. Bà ăn bưởi đây. Bà ăn bưởi đây. Nói mang lên cho chú mới thím nè. Bởi. Đúng rồi, nhà mai muốn ăn rồi, xuống trước kia mà bổ. Sang tháng này lại mùa lấy mới tải. Đây, của nhà bữa nhà cô làm đấy. Dê nữa. Là lơi đấy. À, có 5.000 quả, quả nó rẻ quá. Ông mà để lại cho đấy. Mới chút quả. Chú mua 2 chút quả là 100.000. Thôi cho em mua, thôi cho em mua. Bưởi đấy, bưởi đấy. Ngon. Bưởi. Bưởi. Cho ăn luôn, ăn đói. Đấy, nó mút đấy, nó mút đấy. Ngon. Bố chả bưởi bây giờ mới cuối tháng 10 mà cũng đã ngon rồi, ông bà cô chú ạ. Không bị hỏng đâu. Bưởi nơi là phải sang tháng 11 ra mới ngon. Nó biến được mà. Ủa rồi. Hụt lên. Nhìn thấy anh hoài quá. Cười, cười mặt cho nhắm. Đấy.